Trân thì cũng thường hát cho công ty tập đoàn Phu Ta. Thì mấy anh em ở đó khám kiểm tra sức khỏe tổng quát tại đây hết thôi, cho nên nói là như là đi Singapore vậy. Cho nên là nói là Trân cũng nên đến để mà khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho mình, khỏi có phải là đi đâu xa, mà ở Hessi các quy trình mọi thứ hết sức là chu đáo và hiện đại, tận tình nữa. Qua trải nghiệm thì Trân cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì mình có cảm giác là hết sức là yên tâm và tin tưởng, cũng như là sự chỉ dẫn tận tình, chăm sóc hết sức là chu đáo và chăm chút. Mình không có cảm giác lo sợ từ cái việc lấy máu xét nghiệm cho đến đi các khâu kiểm tra hết tất cả mọi thứ tổng quát. Thì mình cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, không như những gì mà mình cảm thấy mình tưởng tượng và sợ hãi. Thì Trân cảm thấy ở đây từ bác sĩ cho đến các điều dưỡng hết sức là dễ thương và tận tình. Vì tầm soát sức khỏe định kỳ là một việc rất là quan trọng để đảm bảo sức khỏe của mình được theo dõi thường xuyên hơn và mình có thể phát hiện kịp thời. Trân nghĩ là với những ai mà còn lo sợ cái việc mà khám sức khỏe như Trân trước đây á, thì mình có thể yên tâm và tin tưởng hơn. Cái nỗi lo đó sẽ được xua đi khi chúng ta được chăm sóc và hướng dẫn kiểm tra như thế này rất là tận tình và nhẹ nhàng chu đáo.